rồi. Và sẽ sau đây sẽ lại là một màn giao lưu với cô Trang cũng như là tất cả bố mẹ. Chúng mình có thể đứng ra đây được không? Và cô sẽ giao lưu đại diện với các bạn ở đây nhé. Con có thể giới thiệu tên của mình được không? Con tên là gì? Con tên là Phạm Thị Khánh Linh ạ. Con bao nhiêu tuổi? Con 7 tuổi ạ. Con học trường Trần Hưng Đạo. Hôm nay đến đây thì có ai đến đây để cổ vũ cho con không? Có bố con, mẹ con, hay chị con. Bố mẹ và chị của Khánh Linh đang ngồi ở đâu nhỉ? À, mình có thể đứng để chụp một kiểu ảnh với nhau ạ. Một khoảnh khắc rất là tuyệt vời. Và chắc chắn là các bậc phụ huynh của Khánh Linh rất là tự hào về con. Con đã đi học đàn đến bao lâu rồi? Con đi học đàn từ khi con lên lớp 1 ạ. Từ khi lên lớp 1 thì ở nhà thì con có trong tập đàn không? Dạ có. Ai là người đã khuyến khích và chọn tập đàn ở nhà với con? Dạ bố con ạ. Bố con, thì bây giờ thì con có muốn gửi lời yêu thương gì đấy tới bố không? Con cảm ơn bố, con yêu bố ạ. Vâng, những tình cảm rất là đáng yêu của Khánh Linh. Cảm ơn con và cảm ơn tất cả các bạn. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành tốt phần trình diễn của mình. Chúng mình cùng về chỗ nhé.